Chào các bạn đã đến với series Hát hay như ngôi sao của Bùi Anh Tuấn. Và hôm nay lại tiếp tục là một ca khúc hot hòn hòn. Đã qua lâu lắm rồi. Một ca khúc rất là hot. Và đã rất lâu. Đó là ca khúc Phố Không Mùa. Wow. Nghe bài này cũng sợ lắm chứ bộ. Mình là bài này rất là khó hát nha các bạn. Khó cái chỗ quên, mình xin giới thiệu mình là thầy Phong Hai. Not ok. Các bạn đã biết mình hoặc các bạn chưa biết mình thì các bạn chúng ta cùng nhau làm quen nha. Và nếu như các bạn có muốn trao đổi hoành tráng hơn thì các bạn tham gia vào cộng đồng của mình nha. Group của mình là mê hát vô đây hết. Link mô tả bên dưới. Ok rồi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc Phố Không Mùa, Mùa Không Phố. Một ca khúc mà tôi phải nói là tôi sẽ đuối với nó luôn. Bởi vì nó rất là thấp và nó lên rất là cao xuống tới sòn. Mình nhớ là như vậy. Xuống tới sòn. Màu son 2 á. Đúng rồi son 2. Mà lên á là lên é. Trời ơi, sao cao dữ vậy? Cao lắm đó nha các bạn. Hơn 2 quãng tám. Nếu mà hát được bài này là hơn 2 quãng tám. Trời ơi, một bài hát hơn 2 quãng tám luôn. Kinh khủng. Đấy, nên bài này mà một người hát là hơi bị căng. Tại vì cái đoạn đầu á là Dương Trường Giang hát rất là thấp. À, bây giờ mình vô luôn nha. Rồi, cho mọi người khỏi chờ đợi mong. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hát bài này cũng không quá khó. Bởi vì mình phải đăng ký kênh của mình đi rồi cùng nhau tập luyện để phát triển giọng hát. Chứ khơi khơi vô hát bài này thì chỉ có gọi là bản năng quá dữ thôi. Có thể hát được bài này thôi, chứ còn mà nếu mà bản năng bình thường như bao người thì phải tập luyện nhiều lắm. Nhưng mà chắc chắn sẽ được thôi, thật sự ra. Cam đoan với mọi người là chắc chắn mọi người cũng sẽ hát được bài này nếu mọi người quyết tâm qua năm qua tháng, chứ không phải là một ngày hai ngày nha. Ok, và chúng ta cùng nhau đi vào ca khúc Phố Không Mùa. Đúng rồi, đúng tựa. Đúng tông luôn, là tông son thứ. Gió sắp đang về, lề dài thêm. Rồi ok, đoạn đầu nó khó cái chỗ đó là những cái nốt thấp á, nó xuống tới sòn. Đó, mình nghe là son thứ. À, mình thử lại nha. Gió sẽ đến về. À, các bạn hát các bạn cố gắng support cái hơi thở của mình vào trong cái mid voice nhiều phần này. Và có thể là nguyên cái mặt luôn, tập quen nguyên cái mặt. Gió sẽ đang về, gió sẽ đang về, về, hey, hey. Gió, ha, ha, gió sẽ đang về. Và một chút sự nức nở trong đó, buồn bã một chút thôi, không cần nhiều quá đâu. Gió sẽ đang về, lệ. Vẫn là Miss Voice, vẫn có những cái âm thanh. Lề dài thêm kia khô cằn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn khỏi thuốc trắng bay. Rồi, ok. Stop đi.
Vô lại luôn nha, lại luôn nha, lại luôn nha. Thôi lại lần nè, mọi người ơi, lại lần nữa nha. Tôi support cái hơi thở vào. Bài này khó đấy, rốt rất thấp nè. Nhưng mà khi mà hát nốt thấp thì các bạn cũng phải giữ cái mid, chest mid ở đây. Và vẫn cứ tiếp tục support hơi thở vào để đừng có để nó tuột cái hơi thở vào trong cổ là nó chặn cái tịt lại liền á. Ok nha, lần nữa nha. Gió sẽ đang về lề dài nhớ nha, ok, rất là dễ đúng không? Lề dài thêm kia khô cằn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi. Buồn một chút nè. Nhọc nhằn khỏi thuốc trắng bay, bay khỏi thuốc trắng bay. Mùa đêm giấc mơ hồ vẫn miss boy vẫn à. Mùa đêm giấc mơ hồ, giấc mơ mùa không khó à. Giấc mơ mùa lá chút năm nào, kỷ niệm ngày xưa xa ra xa, xa ra xa. Ngọt nhạt đầu môi dê lắng quên. Mùa lá rớt trên vai, mùa sẽ lại đầu khúc này buồn tấn vô. Mùa lá à, thấy như bụi tấn ha. Mình cho cái giọng nó móng lên nữa. Bây giờ móng nè, ok, móng nè à, mình giả cái giọng bụi tấn một xíu. Mùa lá, ok nha. Mùa lá, mùa lá rớt trên vai, mùa lá rớt trên vai. Mùa sẽ vẫn như vậy, cứ giữ tiếp hơi support lên mid voice. Nâng lên nè. Bây giờ mùa dễ dàng, nức nở chút. Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ trên phố rất vội. Người mỉm cười nơi ngõ vắng, lâu mày một mùa lá về trên con đường, còn nguyên nơi xa xa. Rồi rất đơn giản, không khó, không có gồng cái cổ họng nha. Mình gồng cổ họng là lát mình tắt thở mình chết đó. Là mình hát không được bài hát này đó. Mới có đoạn đầu thôi, mới có vô nhẹ nhàng thôi. Xa xa biết cách support hơi, biết cách mở các khoảng vang, miss voice làm việc kết hợp với nhau. Tiếp. Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã, mùa đi mang theo lá úa phủ dài kín con đường. Người dân mình nơi cuối phố gặp nước mắt rơi, nơi mùa đi ngang phố năm nào, rời xa rất xa nhớ lâu.
mấy không về. Đó. Đây là một cái kỹ thuật có thể chinh phục được những cái nốt cao của mình, nó đơn giản và nó có dễ truyền tải được cái cảm xúc của các bạn. Nếu mà các bạn gồng lên: mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, là banh giọng. 1 phút 30 giây là giọng bạn banh từ những giai đoạn đầu tiên, từ những cái câu điệp khúc đầu tiên. Và làm sao các hạt lại điệp khúc thứ hai các bạn lại như vậy, rồi tiếp tục bạn lên tông khúc sau nữa là bạn xuống sát luôn. Đó, thì phải có kỹ thuật hỗ trợ cho mình nha. Thì giọng hát của mình nó lên một cái trình độ mới, thì cái kỹ thuật này á, nếu mà học với mình á, thì nó là kỹ thuật nâng cao. Mình chưa mới vào, mình chưa cho các bạn phải mở quãng giọng như vậy đâu. Không có nâng, mình cho các bạn làm chủ được giọng hát của mình trước. Nếu mà các bạn học thanh nhạc của mình, nó đang quảng cáo, đang quảng cáo thì kiểu mồi chài. Không, thật sự là mình dạy thanh nhạc mà. Nên các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ thoải mái nha. Tại mình cũng, cuộc sống của mình là mình thích chia sẻ thôi. Mình thích chia sẻ lại ha. Rồi ai mà có những cái khó khăn gì trong thanh nhạc, học online thì các bạn học mình hướng dẫn đấy, không có dấu nghề đâu, miễn phí hết tất cả. Là các bạn nào có những cái nhu cầu để phát triển nghề nghiệp sâu xa hơn, hay là những có những cái điều kiện học tới trung tâm của mình, thì các bạn cứ tới ha, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi từng cái, chứ không phải đùng một cái nhảy vô hát bài này, hát không có kỹ thuật, không làm chủ được giọng hát là đi luôn cổ họng của mình đó ha. Nên phải học đúng, cẩn thận bị hư giọng. Ok, rồi tiếp tục mình sẽ làm lại, các bạn có thể nghe, các bạn cảm nhận, các bạn quen cái kỹ thuật spot mid voice bùm lum tùm lum tổng hợp. Rồi lại lần nữa nha, quay lại, sẽ quay lại một lần nữa là mùa lá, đúng không? Buồn tướng vô nè: mùa lá sắt trên vai, mùa sẽ lại, cái miệng của mình đã di chuyển đi, nó có một cái cảm giác như vừa đó, mùa sẽ lại nức nở nha. Mùa nắng ta sân nhanh, mùa hoàng hôn đầy số, mùa muốn sát bên nhau để ôm hôn, và mùa nơi đây chỉ gió tấp sâu lưng và nước mắt rơi dễ dàng. Yo, mùa đi ngang phố gồng lên tạo cảm giác gây cấn xíu, mà không có xuống cổ nhiều nha, không xuống luôn. Xa từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã, mùa đi mang theo lá hoa phủ dài kín con đường, người dân mình nơi cuối phố gặp nước mắt rơi, nơi mùa đi chưa. Rê 5. À rê 5 mà hát không ơi. Rê đô si. Oh yeah. Có kỹ thuật là sẽ hát được thôi, không khó đâu các bạn, rất là dễ nha. Ok, các bạn tự tập thì các bạn sẽ mất 10 năm giống như mình, còn các bạn mà đi học mình thì các bạn sẽ mất 1 năm. Tiết kiệm được 9 năm còn lại. Rồi ok. Rồi, rất là cao, rế đô xì. Rê 5, kinh khủng khiếp. Ây da. Rồi, nếu mà có lên tông thì sẽ lên tới đây.
mua có như có lên tông, lên một tông rồi đó, là lên tới mi hả? Trời ơi ghê vậy, đã. Ok, đu dây điện nè. Rồi bây giờ mình sẽ đu dây điện chút xíu nha. Bây giờ mình sẽ khoan, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này, cái mình đu dây điện sau ha. Là mùa đi ngang nè, mình sẽ mở từng chữ cho các bạn thấy cái âm mở cũng nè. Vô mùa đi ngang phố, hai phố không mùa nữa, chỉ mùa vùng nỗi nhớ trên phố rất vội. Các bạn cảm nhận nha, cái âm thanh của mình nó support, nó làm hay lắm, nó làm cùng một lúc hay. Tự mình khen mình tào lao à, từ cùng một lúc nó làm việc với nhau à. Mất vội người mỉm cười nơi ngõ vắng bỏ quên phía sau, người mỉm cười nơi ngõ vắng bỏ quên phía sau một mùa lá. Mình phải mở to như chữ lá nha, mình đã đừng có đứt quãng cái hơi nha. Thường các bạn bị đứt quãng chỗ này. Một mùa lá về trên con đường, còn nguyên nơi xa xa. Rồi từng chữ nữa nè. Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã, mùa đi mang theo mở nha, đừng có đóng nha. Kiên à, kiên vô giới, kiên con đường, người dân mình nơi cuối phố gắn nước mắt rơi, nơi mùa đi ngang phố Nam, phố Nam, phố Nam nào. Trời ơi tốn hơi chứ ha. Rồi xa rất xa như lá. Thì như vậy mới mở được, chứ đừng có như lá. Mở khẩu hình ra. Như lá bay không về. Ok, hát quên lấy hơi. Hát mấy nốt này lên hay là lên dĩa. Rồi bây giờ mình sẽ lên tông. Rồi khúc này sẽ lên tông ha. Lên. Ôi lên. Căng quá sao lên nổi ta. Vô lên luôn à, chơi đu dây điện luôn. Mùa đi ngang phố cũng như vậy luôn, nó đùa chứ nó cũng không có nắm được kỹ thuật là nốt này lên được. Tập viết thanh quản của mình nó dẻo dai hơn, nó bền bỉ hơn, nó mỏng hơn, nó tanh. Sao bắt đầu cái khoảng vang nó lên làm việc ok ha. Mùa đi ngang phố là luôn á. Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, chỉ mùa cùng nỗi nhớ trên phố xì tai buồn tốn ha. Trên phố rất vội, một mùa lá về trên con đường, còn nguyên nơi xa xa. Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã, mùa đi mang theo lá úa phủ dài kín con đường, người dân mình nơi cuối phố này nè. Mắt mắt rơi nơi mùa đi, nơi mùa đi ngang phố Nam, phố nào? Ngang phố Nam nào? Đó. Phải đúng nốt nha, không có kỹ thuật là cái này nó phô tè le luôn. Những cái nốt cao như thế này bạn không có kỹ thuật là bạn phô đấy.
mà không sao, cao như vậy phô chấp nhận, còn mấy cái nốt mà trung bình mà vừa và thấp mà phô là không chấp nhận nha. Ok ok, cao như vậy phô được không sao, rồi thì tập thôi để cho nó có đúng được cái kỹ thuật mid voice, head voice, hơi thở để mình cân bằng được, chứ còn cao như vậy phô là chữ không sao đâu. Giọt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố, nơi mùa đi ngang phố nắng đau, rời xa rất xa nhớ lắm, mây không về. Mây. Nhưng mà cái khó đây là nó treo liên tục, nó treo mi re đô si la son đó, đó, treo những cái nốt đó không đó, tông là tông hơn, có tông nữ hát đi đô re à, còn này nó nhảy lên tới mi luôn, là trên cái tông nữ luôn, nữ là phải nữ cao á mới hát được cái tông này. Thôi thì mới nói cái bài này là Bùi Anh Tuấn hát hát xong là ít khi nào hát lại trên sân khấu lắm, hát lại trên sân khấu là phải xuống tông, chứ tông này kinh khủng khiếp. Không? Hát vậy rất là đuối, không phải là mình nói là ngoài là Bùi Anh Tuấn hát không được ca khúc này, nhưng mà hát được, nhưng mà nếu mà trong một show mà Bùi Anh Tuấn hát 5 show, 5 bài, 10 bài có thể là hơn thế nữa. Thấy mình thấy Bùi Anh Tuấn đi show rất là nhiều bài mà cứ những cái bài này mà cứ đúng tông kiểu này chứ mình còn chịu không nổi, mình là thầy giáo mình còn chịu không nổi nữa. Sao các bạn ca sĩ trẻ các bạn chịu nổi đúng không? Các bạn ca sĩ trẻ thì cái kỹ thuật hơi thở và những cái kỹ thuật spot hơi nó cũng không có nhiều à, các bạn còn phải đi học mà. Đó thì bản năng nó cũng là một phần rồi thôi. Nó nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Vì vậy phải đi học đi. Hãy đăng ký kênh của mình và cùng nhau trao dồi những kỹ thuật thanh nhạc ha. Và để có được chúng ta có được những cái phong độ ngoài phong độ ra, và có được những cái đẳng cấp thanh nhạc có thể giúp cho chúng ta vui hơn trong cuộc sống và thỏa mãn với đam mê ca hát của mình. Đơn giản là có thể chinh phục được ca hát bài hát Phố Không Mua của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Một bài hát cực kỳ khó, xuống thấp rất thấp mà lên cao thật là cao. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo trong series hát hay như ngôi sao Bùi Anh Tuấn và các ngôi sao khác nữa. Xin chào, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video.